Địch Lệ Nhiệt Ba xoa đầu Nhậm Gia Luân, hé lộ cảnh phim trong Ngự Giao Ký. Mới đây, dự án Ngự Giao Ký vừa được quảng bá tại lễ chiêu thương của Youku. Cặp đôi diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân tham gia và có sự tương tác vô cùng dễ thương. Khi được yêu cầu đóng lại một cảnh phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chủ động xoa đầu bạn diễn. Dù mới hợp tác trên màn ảnh, hai ngôi sao từng ghi hình chung show Keep Running mùa năm. Có lẽ vì vậy mà cặp đôi nhanh chóng quen thân và tương tác khá ăn ý. Cư dân mạng rất mong chờ một bom tấn của trang thành công. Ngự Giao Ký là một trong những tác phẩm tiểu thuyết đề tài cổ đại, huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được đông đảo bạn trẻ yêu thích hiện nay. Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Kỷ Phân Hòa và Trường Ý. Tiểu thuyết kể về câu chuyện công chúa Thuận Đức săn được một giao nhân muốn tìm người thuần hóa nó. Công chúa có ba nguyện vọng, một là con giao nhân này có thể nói tiếng người, hai là biến đuôi trở thành chân và ba là trái tim mãi mãi không thay đổi, đối nghịch. Phía đông có người yêu đảo, phía tây có người yêu núi, phía nam có người yêu cốc và phía bắc có người yêu đài, là bốn nơi có năng lực người yêu trong thiên hạ. Và người yêu cốc ở phía nam chính là nơi có người yêu sư có năng lực mạnh nhất. Nàng là người yêu sư lợi hại nhất của người yêu cốc, nhưng là vì một con giao nhân mà đánh mất trái tim mình. Trong quá trình chiến đấu, hàng yêu phục ma, Trường Ý, Kỷ Phân Hòa ngày càng gần gũi nhau hơn, từ đó nảy sinh tâm ý. Trường Ý trút bỏ lốt giao nhân, bỏ qua cơ hội để trở về với biển cả chỉ để được ở bên bảo vệ Kỷ Phân Hòa. Nhậm Giao Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những diễn viên sở hữu giá trị nhan sắc cao cùng lượng fan hâm mộ đông đảo. Nhậm Giao Luân cũng là một trong những diễn viên thế hệ trẻ sở hữu khả năng diễn xuất rất tốt, nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả. Trước đó khi phim còn đang trong quá trình ghi hình, fan của hai diễn viên chính đã chiến nhau lòng trời lỡ đất trên mạng. Sự việc bắt đầu khi đoàn làm phim Ngự Giao Ký sử dụng topic do fan Địch Lệ Nhiệt Ba lập ra trên mạng để tuyên truyền cho phim, trong khi phía fan Nhậm Giao Luân cũng muốn được tham gia quảng bá cho thần tượng. Ngoài ra, thông tin Ngự Giao Ký là phim nữ chủ xoay quanh nhân vật nữ chính, Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vai trò quan trọng hơn trong phim, làm fan Nhậm Giao Luân không hài lòng. Fan Nhậm Giao Luân tố cáo phía Địch Lệ Nhiệt Ba không tôn trọng nam chính, còn fan Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ trích phía Nhậm Giao Luân vô cớ gây chuyện. Nhậm Giao Luân sinh năm 1989, hơn Địch Lệ Nhiệt Ba 3 tuổi, nhưng mới nổi tiếng vào năm ngoái nhờ Cẩm Y Chi Hạ, tầm ảnh hưởng không thể so với mỹ nhân Tân Cương. Trận khẩu chiến giữa fan hai bên khiến ekip Ngự Giao Ký lo sợ phim sẽ toàn trước khi lên sóng. Vì vậy, ngày 24 tháng 2, đoàn làm phim đã mời Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Giao Luân cùng ăn tối để hàn gắn mối quan hệ, cho fan thấy hai diễn viên có thái độ hoàn toàn bình thường dành cho nhau. Bên cạnh đó, các video ghép cặp Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Giao Luân liên tục được đẩy lên mạng nhằm tuyên truyền cho cặp đôi này. Trước đó, nhiều diễn viên cũng phải thể hiện thái độ thân thiết với nhau để xoa dịu tranh cãi giữa các fan. Như tháng 7 năm ngoái, Dương Tử và Ngô Diệt Phàm bị bắt gặp cùng xuất hiện trước một nhà hàng lẩu gần phim trường Thanh Trâm Hành. Thời điểm này, fan hai bên đang tranh cãi gay gắt về vị trí xuất hiện của thần tượng trong phim, thậm chí còn xuất hiện tin đồn Dương Tử và Ngô Diệt Phàm không nhìn mặt nhau. Để đập tan tin đồn, hai diễn viên chính của Thanh Trâm Hành thường xuyên có những cử chỉ thoải mái bên nhau trên phim trường, đồng thời gặp gỡ bên ngoài cùng các thành viên đoàn làm phim.